Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Mới đây thì dư luận vô cùng xôn xao trước sự việc Bệnh viện Nhi Trung ương bị tố là dùng thuốc kháng sinh hết hạn gần một tháng cho bệnh nhân. Trước sự việc này thì Giám đốc Bệnh viện Lê Thanh Hải đã xác nhận có sự việc cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi và sẽ kỷ luật những đối tượng có liên quan đến vụ việc. Cụ thể thì anh Đỗ Bá Ca ở Hà Đông, Hà Nội cho biết vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, con gái anh 1 tuổi nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị với chẩn đoán viêm phổi. Bé điều trị tại khoa quốc tế. Từ lúc nhập viện, trong đơn thuốc hàng ngày, bác sĩ có kê kháng sinh Aumentin 250mg, ngày uống 2 lần. Tuy nhiên thì đến chiều ngày 12 tháng 12, khi cháu uống sang ngày thứ 3, anh mới phát hiện gói thuốc trên tay đã hết hạn từ ngày 27 tháng 11 năm 2019. Ngay lập tức thì anh Ca đã phản ánh với y tá và hai bác sĩ điều trị thì nhận được giải thích rằng có thể là do nhầm lẫn. Anh Ca chia sẻ rằng, sự việc khiến tôi khá bức xúc vì không ai nhận trách nhiệm. Bác sĩ chối quanh bảo chỉ bị duy nhất một gói thuốc đó và chưa ai uống, trong khi con tôi đã uống từ ngày 10 tháng 12 và chỉ dừng lại khi bị phát hiện. Sau đó thì bác sĩ đã đổi sang dùng thuốc tiêm cho con gái anh. Hiện tại bé C vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và dự kiến 2 ngày nữa sẽ được xuất viện. Anh Ca cũng cho biết, qua sự việc này, anh mong bệnh viện trước tiên phải nhận trách nhiệm và rà soát lại các quy trình quản lý, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mới đây thì Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải đã xác nhận có sự việc cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi, điều trị tại đơn nguyên S6 khoa quốc tế. Ông Hải cho hay, sau khi nắm được thông tin trên, bệnh viện đã tiến hành rà soát tất cả các khâu cung ứng, phân phối, quản lý và sử dụng thuốc tại các khoa phòng, cũng như là tiến hành họp với các cá nhân, bộ phận liên quan đến sự việc được phản ánh. Từ kết quả cuộc họp, đại diện bệnh viện đã gặp gỡ gia đình bệnh nhi thông báo kết luận của sự việc và được gia đình bệnh nhi đồng thuận. Theo giáo sư Hải, sự cố cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại đơn nguyên S6 khoa quốc tế. Ông Hải cũng chia sẻ thêm, các cá nhân vi phạm sẽ được báo cáo với hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm, mức độ sai phạm, từ đó đưa ra quyết định kỷ luật phù hợp. Về trường hợp của bệnh nhi, giáo sư Hải cho biết bé bị viêm phổi và viêm tai giữa. Tuy dùng thuốc quá hạn nhưng hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định. Mọi thông tin tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe S News nhé!